Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai tại các tỉnh thành Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi, trời lạnh, có sương mù nhẹ với mức nhiệt thấp nhất ở mức là 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới mức 18 độ. Sang ngày mai thì toàn khu vực này trời nhiều mây, trưa chiều có nắng với nền nhiệt độ cao nhất là 25 đến 28 độ. Riêng khu Tây Bắc sẽ cao hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Nhìn chung là thời tiết khô ráo tương đối thuận lợi cho các hoạt động đi lại của người dân. Lui xuống Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Bình Thuận thì phổ biến có mưa rào và dông ở diện vài nơi, lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức là từ 5 đến 10 mm, nên nhiệt độ tại đây cũng chưa có nhiều biến động. Trưa chiều mai tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn, còn khu vực Đà Nẵng đến Ninh Thuận Bình Thuận là 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cho đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái có nắng vào ban ngày và mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào lúc chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều tại Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao hơn khi đạt trong khoảng là 31 đến 34 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7. Quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, mưa rải rác và có nơi có dông, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở miền Tây Nam Bộ, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng nhiều mây, có sương mù, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tin thủy văn, thủy chiều thấp, mực nước trên các sông thấp dao động theo thủy chiều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức từ 0,6 đến 0,8 m, thấp hơn báo động 1 từ 2,2 đến 2,4 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức từ 0,6 đến 0,8 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,7 đến 1,9 m.